Chúng ta sẽ trở lại chương trình với ca khúc Xót Xa của sáng tác của Tô Thanh Tùng và qua sự thể hiện của anh Nguyễn Duy Thống. Vâng, lời đầu tiên Duy Thống xin gửi tới quý vị và các anh chị trong câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê một lời chúc, một lời chân tình nhất. Vâng, để tiếp nối chương trình, Duy Thống gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Xót Xa. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó chán nại bao nhiêu. Đời em đã cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời như không biết hay tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chớp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, đời như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó chán nại bao nhiêu. Đời em đã cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời như không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chớp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao.
quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Đời như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi như tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Vâng, xin chân thành cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.